Hello, xin chào tất cả các anh chị em. Biết làm kim quét miết chứ. Người nhà mới chơi thì chịu lắm. Ôi, xin chào Khương Duy nha. Ôi, xin chào mẹ Căng nha. Ôi, bữa nay vào sớm nè. Hôm nay là thức khuya. Xong rồi dậy sớm. Dậy sớm xong đi ngủ muộn. Đi ngủ nữa. Giờ mới dậy nổi. Ôi chào bác Thắm nha. Bác Bùi con Thắm nha, lâu ngày quá. Chào Nguyễn Sửu, chào Hồng Quyên nha. Nghe nhạc đã nhá. Nghe nhạc tí để chờ mọi người đã nhá. Ôi, chào Đức Tình. Tình coi thiết kế Tình ơi, tối cầm canh rượu của anh về và qua văn phòng nhậu nhá. À, dạo này hai vợ chồng cứ toàn đi ăn bánh lẻ thôi. Rồi, chào Tự nha. Chào bác Trần Kim. Bữa giờ theo dõi anh nhiều nhưng chưa xem trực tiếp được. Cảm ơn. Ok. Rồi, anh Trần Kim là chắc là mới tham gia tài trợ vốn cho dự án nha. Rồi chào chị Thanh nha. Chào Tâm Nối Mi. À, Tâm Nối Mi chắc khi nào nhờ Tâm nối với Mi này, cái Mi ngắn quá. Chào Lê Cương nha. Rồi anh em nhờ tất cả các anh chị em chia sẻ bài lên trang cá nhân của mình cũng như là vào các nhóm UT nhá, để giúp cho các anh chị em đầu tư nhưng không có thời gian nghiên cứu cập nhật cái thông tin từ tập đoàn. À, 2 năm rồi, hai vợ chồng mới có 710 ca cổ phần là cũng một số tiền rất lớn đấy, đúng không ạ? 710 triệu đấy, đô đấy chứ không phải là 710 triệu đồng đâu, đúng không ạ? Nếu mà 710 ca là Việt Nam á, là giờ là chưa, nếu mà ra mua chiếc xe hơi thì nó cũng mua xe cũ tiền bàn thôi. Nhưng mà 710k mà với UST á thì nó khủng khiếp lắm, đúng không ạ? Lên 10 đô thôi là bác có 7 triệu đô, mà lên 100 đô là bao nhiêu? 71 triệu. Cố gắng lên triệu. Mình đừng có đặt cái mục tiêu của mình là 1 triệu, mà bác phải đặt là 3 triệu. À, đặt mục tiêu 3 triệu. À, sau đó đạt được cái mốc mục tiêu 3 triệu rồi đặt mục tiêu 5 triệu. À, 5 triệu tiếp theo, 5 triệu xong là lên 10 triệu. À,
họ kêu nghĩ gì trong đầu ắt có trong tay. Mình nghĩ thay vì mình nghĩ triệu, giờ mình nghĩ 5 triệu. Rồi chào Chính Tiến, ta chào không đọc được ly chú gì đây triệu. Rồi chào cô giáo Ngô Lan nhé. Phạm Văn Tiến Hiền, mà em lấy cái hình đại diện gì đó? Không tự hào là em là cổ đông hả? Cổ đông của tập đoàn lớn nhất toàn cầu hay sao mà không thay đổi hình đại diện? Chào Huỳnh Mừng nha, chào bố Hương. Rồi chào Lan Anh nha, chào A Lăng Trí, Trí A Lăng. Chào Nguyễn Văn Sĩ. Rồi được 22 người rồi, 22 người rồi mà tìm nhạc chưa ra đây. Nhạc gì cho nó hay. Mỗi ngày nghe một bài nhạc. Đồng tiền dơ bẩn được viết bài bị bậy. Không có ấy, chứ không có phải là nói đến là đảng cộng sản hay là chủ nghĩa tư bản gì nha. Lưu ý giùm cái, chứ mình á là đi xóa những cái comment như thế, cái bình luận như thế nó mệt lắm. Nhớ. Đảng và chính phủ chúng ta cũng đang là ngày đêm đốt lò đấy. Loại những cái con sâu mọt đó ra ngoài, đúng không ạ? Đó là chống giặc nội xâm đấy. Đó, chứ không phải là mình á là con người mà đi không biết gì mà đi chống đối đảng và nhà nước, không phải. Mình chỉ góp một cái tiếng nói nhỏ đó, để làm sao, đúng không ạ? Những người mà ví dụ như là đang ở trong cái hàng ngũ của đảng thì cũng phải lo cho dân, đúng không ạ? Đừng có hiểu sai ý nhá. Có rất nhiều anh chị em á là nhắn tin như thế là Vũ không, Vũ đi xóa mệt lắm. Được 26 người rồi, chia sẻ bài mạnh nha, chia sẻ vào các nhóm mạnh nha. Được 30 người rồi mình phải làm việc nha. Rồi xin chào tất cả các anh chị em. Ồ, bữa hôm nay có em trai Trịnh Huy Thiệp vào nữa nha. Chào Duyên Lý, chào Trường Giang. Rồi chào anh Trắng nha. Chà, lâu ngày quá. Chào Trương Khắc Thành, chào Phạm Sen, chào Trần Hương, chào Huỳnh Mừng. Rồi chào bạn Ngân nhá. Chào Nông Phượng, chào Hoàng Vương. Rồi xin chào 31 anh chị em. Thì hôm nay á là Vũ sẽ giới thiệu với tất cả các anh chị em cổ đông VT cũng như là những anh chị em đang theo dõi livestream để tìm hiểu cái dự án, tìm hiểu tập đoàn VT để ra cái quyết định đầu tư sáng suốt. Thì tập đoàn của chúng ta là một cái tập đoàn lớn nhất toàn cầu hiện tại bây giờ nhé, chứ chưa cần lên sàn 10 đô 100 đô gì đâu. Thì để mà chúng ta hiểu kỹ về tập đoàn thì chúng ta phải biết cái hệ sinh thái của chúng ta, đúng không ạ? Cái hệ sinh thái hiện tại thì chúng ta đã có 10 công ty con, 10 công ty con tiến ra thị trường và người ta đã thương mại nhé, đã thương mại và đã nhận đơn, có nghĩa là nếu như có một đối tác nào đó người ta muốn đặt hàng thì chúng ta có thể là nhận đơn đặt hàng rồi,
Là có nghĩa là chúng ta đã thành công ở 10 công ty rồi. Nhưng mà để mà các anh chị em thường thường đầu tư quăng tiền để đó thôi, chứ không có chú ý là cái tập đoàn mình đầu tư vào là nó có những cái công ty con gì nào, nó hoạt động trong lĩnh vực gì, đúng không ạ? Rồi là hiện tại cái công ty đó nó đã tiến ra thị trường chưa, nó kiếm được lợi nhuận hay chưa. Hiện tại chúng ta đang góp vốn vào, đúng không ạ, một cái tập đoàn mà đang khởi nghiệp tiến ra thị trường thương mại. Vậy thì những cái đơn hàng mà mình ký với là Dubai, ký với những cái như Indonesia, hoặc là mình ký với Ả Rập Xê Út, thì những cái hợp đồng đó hiện tại là chúng ta đang triển khai và chưa đem lại lợi nhuận. Vì vậy là chúng ta chưa có lợi tức. Nhưng mà với một cái bộ máy là cả 1.000 kỹ sư cao cấp, kỹ sư cao cấp nha, chứ không phải là một công nhân, là chúng ta không phải là mở ra một cái công ty là gọi là may mặc rồi tuyển công nhân vào may trả 5-7 triệu, đúng không ạ? Cái đội ngũ của chúng ta trị giá hơn 2 tỷ đô. Vậy thì lương hàng tháng trả cho 1.000 kỹ sư, đúng không, 1.000 kỹ sư, cái đội ngũ của chúng ta, vậy thì tiền đâu? Vậy thì cái vốn, cái mà người ta thu hút vốn để mà phát triển doanh nghiệp, liệu có đủ để trả lương cho 1.000 không? Chứ đừng có nói là phát triển, đúng không ạ? Vậy thì từng cái công ty thì họ đã tự tạo ra lợi nhuận một phần nào đó rồi. Vì vậy là mới đủ tiền, đúng không ạ? Chứ giờ mà kêu 500 triệu đô, nói thì nó to, 500 triệu đô thì nó to, nhưng mà nó cực kỳ nhỏ. Ví dụ như chúng ta là xây dựng này, ba cái nhà máy sản xuất rồi, đúng không ạ? Mà thành lập 10 công ty con, đúng không ạ? Riêng bên Dubai là chúng ta đã có 3 công ty rồi, 3 công ty. Vậy thì cả 1.000 nhân viên của tập đoàn như thế, đúng không ạ? Thì chúng ta là liệu thì chúng ta cứ góp 50 đô, 100 đô thì thử hỏi thử là ngài Unicky có đủ tiền không? Đủ tiền trả lương cho công nhân không thôi, đúng không? Kỹ sư cao cấp thôi. Chứ đừng có nói là phát triển. Vậy thì để đi sâu hơn, để các anh chị em biết là những cái công ty con của chúng ta họ làm được những gì rồi, đúng không ạ? Họ làm được những gì, chức năng nhiệm vụ từng công ty. Thì thường thường là chúng ta cứ nghĩ là công ty của chúng ta là chỉ có U-Sky Chatbot thôi, đúng không ạ? Gọi là làm một cuộc cách mạng là công nghệ giao thông cấp 2. Và những cái đường ray, những con tàu chúng ta nhìn thấy thôi, chứ không còn mà đa số là không đi sâu vào để tìm hiểu cái hệ sinh thái của chúng ta, đúng không ạ? Thì hôm nay Vũ sẽ giới thiệu với các anh chị em, chắc là một cái thời lượng là nó không đủ lâu để mà nghiên cứu hết đâu. Vũ sẽ đi lướt qua, và ngày hôm nay Vũ đi một ít và ngày mai Vũ đi một ít nhé. Chứ còn mà đi hết thì đi không nổi, từ vì cái hệ sinh thái của chúng ta là đến 10 công ty con, mà mỗi công ty có chức năng nhiệm vụ riêng, nó rất là lớn, cực kỳ lớn luôn. Đấy. Đây, đọc mà trẹo lưỡi, đúng không ạ? Đây là 10 công ty con của chúng ta. Đấy ạ, mà đa số là các anh chị em là biết về công nghệ này thôi, đúng không ạ? Trên thế giới này thì báo chí hay tất cả mọi cái thì người ta cũng biết là U-Sky Transport này thôi. Đấy, đúng không ạ? Chứ người ta không biết UAV của mình này, máy bay không người lái này, đúng không ạ? Chúng ta là không biết là ví dụ U-Spyway này, đúng không ạ? Aircom này, điện này, đúng không ạ? Eco House này, đó. Rồi Utera này, đúng không ạ? Rồi SVK Plan này, đấy là cái công ty mà cái này thì chắc chắn là nhiều người là đã biết, nhưng mà không biết là của công ty nào, đúng không ạ? Của tập đoàn nào, đúng không ạ? Nó rất là nhiều, đúng không ạ? Rất là nhiều. Vì vậy là hôm nay Vũ sẽ giới thiệu đi, lấy một cái trong này, một vài cái trong này nhé. Lấy cái công ty này đi, SVK Plan.
Tại vì là cái hệ sinh thái này, đây, đây là cái công ty, đúng không ạ? Chúng tôi này cung cấp dịch vụ cho nhiều loại công việc khác nhau, như tạo mẫu 3D đến sản xuất các lô phụ tùng và cụm công nghiệp theo bản vẽ của bạn, đặt hàng hay không? Nếu như mà có chữ đặt hàng này có nghĩa là gì? Chúng ta thành công chưa ạ? À, và cái công ty con này á, là đã có chức năng gọi là nhận đơn đặt hàng rồi này, đúng không ạ? Và nó đã tạo ra lợi nhuận cho tập đoàn rồi, đúng không ạ? Anh em nào có đường link này chưa? Có đường link công ty này chưa? Đây, về chúng tôi đó. Đội ngũ thiết bị sản xuất từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới đó. Bàn chẩn đoán và thử nghiệm này, thiết bị vận hành thử này, kiểm soát chất lượng thành phẩm này. Các nhà thiết kế của chúng tôi trong thời gian ngắn đã thực hiện thiết kế các bộ phận theo thông số kỹ thuật của bạn. Đó. Sau khi hoàn thành công việc thiết kế, tài liệu thiết kế ở dạng điện tử sẵn sàng để chuyển sang sản xuất, được chuyển cho khách hàng. Chúng tôi đảm bảo rằng sản phẩm được thiết kế đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật theo yêu cầu khách hàng, theo yêu cầu của khách hàng. Trước khi tung ra thị trường lô lớn, chúng tôi sản xuất sản phẩm mẫu. Tất cả sản phẩm đều trải qua quá trình kiểm soát kỹ thuật cần thiết trước khi bàn giao cho khách hàng. Đấy. Nếu bắt vượng, đúng không, chưa tạo ra được cái mẫu xe điện thì có thể là sao? Có thể đặt hàng. À, đưa bản vẽ thiết kế chúng ta từ khuôn đúc cho đến hàng tiện phay, tất cả mọi cái chúng ta có thể đáp ứng được, đúng không? Đây. Máy móc của chúng ta là hiện đại hàng đầu, mà những cái máy móc của chúng ta là trong cái lĩnh vực hàng không vũ trụ ấy, à, chế tạo tên lửa, chế tạo máy bay, hoặc là chế tạo những cái mà cấp cao ấy, là cái máy móc của chúng ta đáp ứng đủ nha. Đây. Các loại công việc này, thứ nhất tiện và phay. Đấy, chúng ta nhấp vào chúng ta xem, đúng không? Chế tạo thiết bị mô hình, à, chúng ta làm có khuôn luôn, đúng không ạ? À, cắt bằng tia laser này, các bộ phận uống này, đấy, thợ khóa và công việc hàng này, đúc này, bức gọi là bức tranh in 3D, tạo hình bố cục, phát triển và sản xuất ổ điện và pin, đúng không ạ? SV Plan là một công ty đang phát triển năng động với nhiều dịch vụ đa dạng. Chúng tôi không ngừng cải tiến công nghệ, cập nhật thiết bị, cập nhật với là đội ngũ thiết bị của mình, thiết bị rồi gọi là cao cấp, hiện đại trên thế giới thì chúng ta là cập nhật để mà đưa về, đúng không ạ? Để đáp ứng những cái đơn hàng ở cái mức độ khó, đúng không ạ? Sẵn sàng thực hiện mọi công việc phức tạp ở mức độ cao nhất. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp các dịch vụ của một chu kỳ sản xuất đầy đủ, từ thiết kế đến phát hành thành phẩm. Đấy. Nhanh chóng xử lý các ứng dụng với việc cung cấp giá, đảm bảo chất lượng cao, chi phí tối thiểu, cách tiếp cận cá nhân cho từng khách hàng, thực hiện đơn hàng sản xuất đến sản xuất hàng loạt. Giá cả thì tối ưu, tuân thủ chính xác các điều khoản sản xuất của đơn đặt hàng, có thể giao thành phẩm cho khách hàng. Đấy. Đây là riêng cái công ty này. À, đây là một trong những công ty con của chúng ta, đúng không ạ? À, và chúng ta là cổ đông gốc, vì vậy á, là sau này lợi nhuận của cái công ty này thì chúng ta cũng nhận được lợi tức, đúng không ạ? Thực đơn, đúng không ạ? Đây, tiện phay, tất cả đây, tài liệu về tập đoàn đấy, thỏa thuận hợp đồng với một pháp nhân, hợp đồng với một cá nhân, nếu mà pháp nhân, đó, hay là cá nhân muốn liên lạc với công ty để mà liên hệ đặt hàng thì có thể là vào đây, đúng không ạ? Ký hợp đồng, gửi thông tin thì công ty con này sẽ liên lạc, đúng không ạ? Giấy chứng nhận đây, họ chứng nhận, giấy chứng nhận phù hợp
của là QMF với các yêu cầu về tiêu chuẩn quốc gia STB ISO 9001 và 9001-2015. Đó. Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2015. Đấy. Chúng ta đã có những cái giấy như thế này hết rồi, đúng không ạ? Và chúng ta sẵn sàng nhận những cái đơn đặt hàng của những khách hàng lớn rồi. Đó. Và hiện tại là chúng ta cũng có rất nhiều đơn đặt hàng, và công ty này cũng đã là tạo ra lợi nhuận cho tập đoàn. Đó, công ty con này. Đó. Nó tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời đúng không? Nếu mà chúng ta đi sâu vào nghiên cứu thì không phải là chúng ta sở hữu một mua, chúng ta là có gọi là góp vốn vào mua một cái công ty nào đó, nhưng mà đây là chúng ta sở hữu cả một cái hệ sinh thái. Đó. Tại vì cái đuôi của chúng ta là gì? UST đúng không ạ? UST nhưng cái đuôi của nó là INC. Đó, INC. Vậy thì nó tập hợp ở dưới cả hàng trăm công ty con sau này kìa, chứ không phải 10 công ty đâu, sau này cả trăm công ty con cùng nhau phát triển. Đây, đúng không? Ví dụ này, về các dự án đã hoàn thành, bố cục triển lãm của một thành phố tuyến tính, thì cái này là công ty con này cũng là làm cho công ty mẹ đúng không, làm cho tập đoàn cái mô hình này để đi triển lãm tại gì, hội chợ Expo Dubai đấy, đúng không ạ? Họ cũng đảm nhiệm họ làm đấy. Đấy. Đó, vừa là đáp ứng cho cái công ty UK Stanford, vừa là đáp ứng cho khách hàng ngoài cái hệ sinh thái của chúng ta. Đấy, chúng ta xem nhá. Ta xem lại cái khả năng sản xuất của chúng ta khủng khiếp lắm, đúng không ạ? Ở đây có nhiều người hỏi tiền của chúng ta hoạt động như thế nào, đúng không ạ? Rất là nhiều người là cứ mới đầu tư có 1-2 tháng thôi là bắt đầu là nhắn tin gọi hỏi khi nào chúng ta là lên sàn IPO, khi nào chúng ta được chia lợi tức, đúng không ạ? Rồi là sao lâu thế, đúng không ạ? Một cái tập đoàn của chúng ta, cái hệ sinh thái nó khủng khiếp như thế này thì làm sao mà lâu mà mau được. Chúng ta đi trồng cây cà phê mất 3 năm, rồi 3 năm thu bói là lấy lại vốn chưa, đúng không? Chứ đừng có nói là chúng ta vừa đầu tư là tài sản của chúng ta tăng lên ngay lập tức. Và một cái gì, một cái tài sản khổng lồ sau 1-2 năm tới, và chúng ta đã gì khởi nghiệp và từ năm 2014 đến nay là trải qua 8 năm trồng cây. Đây là những cái gọi là những năm đầu tiên là có quả ngọt, chuẩn bị có quả ngọt. Vậy thì chúng ta thấy là nhanh hay chậm? Rất nhanh, đúng không ạ? Đây là một công ty nhá. Công ty thứ hai Vũ muốn giới thiệu với các quý vị và các bạn, một cái công ty thứ hai nó cũng siêu to siêu khổng lồ đấy. Riêng cái công ty này thì chúng ta mua chúng ta góp vốn với một cái mức giá mà là chưa được 1.000 đồng, có vài trăm đồng thôi, thì cũng đã là gì, cũng đã quá hời rồi, đúng không ạ? Cũng là quá hời rồi, một thương vụ quá hời rồi đó. Riêng mà góp vốn vào cái doanh nghiệp nhỏ nhỏ này thôi cũng là quá hời, đúng không ạ? Đây là cái công ty thứ hai là công ty Utera. Thì chúng ta cũng đã sản xuất ra và chúng ta cũng đã, đây giờ ai muốn đặt hàng, đúng không, đối tác nào trên toàn cầu muốn đặt hàng thì điền tên email và gửi về công ty sẽ liên lạc để mà thỏa thuận hợp đồng, soạn thảo hợp đồng và ký hợp đồng để cung ứng. Chúng ta cũng là thương mại rồi ha. Cái công ty này cũng thương mại rồi nè. Công ty thứ ba là công ty sản xuất máy bay không người lái. Đây là cũng là
một trong những công ty của chúng ta. Đấy. Và chúng ta là không phải sản xuất máy bay không người lái không, mà chúng ta nhận cái đơn đặt hàng của các đối tác, gọi là chuyển đổi máy bay có người lái qua không người lái, là chúng ta cũng nhận những cái đơn đặt hàng như thế nha. Chúng ta là vừa sản xuất nhưng mà vừa chuyển đổi cho khách hàng, là cái từ cái máy bay có người lái qua máy bay không người lái, là chúng ta cũng đảm nhận luôn ha. Đấy. À, tuyệt vời các bạn. Rất nhiều mẫu máy bay rồi nha. Đây là máy bay điện tử nè. Đó. Cái này là chạy điện nha. À, động cơ điện, nó vận tốc của nó để đạt đến là 108 km/h nha. Đó. Và cũng chúng ta cũng đã gì tham dự rất nhiều nhé, đó, giai đoạn hợp tác này với các bộ đó, tình huống khẩn cấp về việc sử dụng UAV này ở điện thế hệ 7 cho nhiệm vụ giám sát bức xạ này, đúng không? Thử nghiệm thành công thiết kế mới này. Đó, máy bay không người lái của chúng ta là tham gia tại cái cuộc triển lãm Helix Show này 2002 tại Dubai này, đúng không ạ? Triển lãm này, chúng ta đi triển lãm ở rất nhiều nơi, đúng không ạ? Ở Đức này là ngày 18 tháng 10 vừa rồi này, đúng không ạ? Thì cái này là chúng ta có thể là nhấp vào, chúng ta đọc và chúng ta kiểm chứng. Đó. Chúng ta đi triển lãm đó, chẳng qua là gì, chúng ta cứ không nghiên cứu rồi chúng ta thấy lâu, chứ thật ra những cái công ty này là công ty của chúng ta đấy. Đây, chúng ta đồng sở hữu nhá. Người ta cũng đi tham gia triển lãm giới thiệu đơn hàng và người ta cũng đã thương mại rồi. À, thương mại rồi. Và ngày hôm qua có rất nhiều anh em là nhắn tin hỏi là ủa sao cái UAV này là bên của công ty Skyway à? Đấy. Có rất nhiều người là đang mơ hồ tưởng cái công ty này của ai. Đó, thì Vũ có làm như thế này để Vũ chụp lại, Vũ đưa qua cho người ta này. Đây. Đây. Đây, mở coi này. Đây đúng không ạ? Đây là cái con này là Vũ qua bên tập đoàn là họ đã trưng bày bên công viên thực nghiệm nhá. Đây, thấy cái chữ SV kép không ạ? Đó, Skyway của chúng ta nè. Đúng không ạ? Và minh chứng hơn thì Vũ sẽ mở cho các anh chị em thấy là tại sao nói là cái tập đoàn này là cái công ty này là công ty con của chúng ta. À, thì Vũ sẽ mở ra cho xem nhé. Skyway là một dự án mang tính cách mạng về giao thông trên toàn thế giới. Đây combo máy bay không người lái đây. Bang sai lầm khiến nhà đầu tư bất động sản tán gia bại sản. Một, không xác định được thời điểm vào và đây là cái công ty của chúng ta. Để Vũ sẽ mở ra cái này để cho đúng con tàu này chưa, đúng không ạ? Đấy, con tàu của cái máy bay này của tập đoàn của chúng ta nhé.
Skyway. Đâu nhỉ? Đây. Để chúng ta thấy được là những cái người này á, là họ mặc cái áo là Skyway nhá. À. Các anh chị em để ý nè, người ta mặc áo á, là mang tên là Skyway. Unmanned aircraft are used. It was decided to design an unmanned aircraft capable to lift up to 1.5 tons of cargo with all weather year-round operation, flying in summer and winter, day and night. Đây là một trong 10 công ty của chúng ta đã tiến ra thị trường. À. Chứ không phải là tập đoàn của chúng ta là một công ty, đúng không? Có rất nhiều công ty con, và mỗi công ty con á, là đều đảm nhiệm cái chức năng nhiệm vụ khác nhau. Đã thấy không ạ? Đó, có thấy là cái chữ Skyway không ạ? Đấy, cái anh chàng này nè, đúng không? Nhìn lại nhá, nhìn cái áo anh này mang nhá. Chứ không được kêu là cái máy bay này là Vũ cắt ghép rồi đó, in cái hình trên đó. Đây, cái chữ Skyway đây, đúng không ạ? À, có nhiều người á, là kêu ồ cái con tàu này là có chữ SVK là có thể là Vũ làm, Vũ dán lên đấy. Bánh vẽ mà, đúng không? Nhiều người tưởng tượng. Nhưng mà đây là cái video, đúng không? Vì vậy là không thể nào mà Vũ có thể là dán cái tờ cây quay lên áo của anh chàng này được. Đúng không? Đúng chưa? Đấy. Đấy, Skyway rõ ràng nhá. Và rất nhiều người Việt Nam của chúng ta đi qua đứng ngay cái máy bay này chụp hình. Là mình đó, chứ không phải đây là bánh vẽ nhá. Đấy, riêng cái sản phẩm này thôi, riêng công ty này thôi thì chúng ta IPO được không ạ? Đó, IPO vô tư, đúng không ạ? Mà không phải một mẫu nha, rất là nhiều mẫu. Đây là máy bay hạng nặng. Đó, chúng ta có nhà máy sản xuất riêng nha. Chúng ta có nhà máy sản xuất riêng, chứ không phải là không có. Từ thiết kế cho đến là thương mại, là chúng ta làm từ A tới Z hết, chứ không phải là chúng ta là đi mua công nghệ hay là đi mua cái phụ tùng bên Trung Quốc rồi về chúng ta lắp ráp đâu, phải đâu. Đây, chúng tôi là từ nghiên cứu, có làm từ A tới Z. Đó, và giờ là nhận đơn đặt hàng rồi. Bất kỳ ai, bất kỳ quốc gia nào, Bộ Quốc phòng hay là hoặc là những cái là đơn vị công an, phòng cháy chữa cháy, hoặc là thực hiện những cái nhiệm vụ, đúng không? Là đều có thể là đặt hàng, và chúng ta đều đáp ứng. Đó, sản xuất từ A tới Z cho người ta. Đó, riêng cái công ty này thôi thì các anh chị em đã bỏ ra có vài trăm đồng để mua sở hữu cổ phần của công ty này thôi cũng thấy rẻ rồi, đúng không ạ? Cũng thấy là chúng ta là đang mua một cái mức giá quá hời rồi, đúng không ạ? Đó.
Компьютерное зрение позволяет дронам совершать полеты без GPS-навигации. Они способны обнаружить препятствие, облететь его, а также... Và hiện tại thì cũng đã là thương mại. Và chúng ta đã xuất cho quân đội Nga năm 2019 một cái lô hàng máy bay không người lái nha. Năm 2019 á, chứ không phải năm nay đâu, cách đây 3 năm trước ấy. Nếu mà các anh em mà chịu khó nghiên cứu, chịu khó cập nhật thông tin, thì cái thông tin này á, là chúng ta đã thương mại cái này là năm 2019 rồi. Đấy, chúng ta là làm từng cái chi tiết nhỏ nhá. Khuôn nè, làm cánh là thiết kế từng bộ phận. Đúng không ạ? Nếu mà riêng công ty này, đúng không? À, thì Việt Nam á, để mà thành lập một cái, ví dụ Bộ Quốc phòng luôn đi, thành lập được một cái công ty như thế này thì mất bao nhiêu năm, mất bao nhiêu tiền ạ? Bao nhiêu tiền? Mà chúng ta một thời gian ngắn thôi là chúng ta đã ra. Đó. Tất cả máy móc của chúng ta đều đáp ứng được. Con người chúng ta đáp ứng được. Những cái nhiệm vụ rất là phức tạp đúng không ạ? Hàm lượng công nghệ rất là cao. Cứu nạn, cứu hộ, phòng cháy, chữa cháy, hoặc là những cái vùng bị bức xạ, tất cả mọi cái. Rất là nhiều tính năng nha, chứ không phải là tính năng bay mà chơi biểu diễn đâu. À, và chúng ta đã đóng hộp rồi. Đấy, nếu ai đặt hàng thì chúng ta đóng hộp như thế này giao tặng nơi nha. Đó. Và nếu các anh chị em, đúng không ạ, muốn đặt hàng hay không, đúng không ạ, thì chúng ta nhấp vào, nhấp vào nếu muốn đặt hàng nhé. Đặt hàng thì chúng ta cứ nhấp vào đặt hàng thôi, đúng không ạ. Và nếu như chúng ta có con em mà đam mê về máy bay và có cái kiến thức về sản xuất máy bay này không người lái này, nghiên cứu, thì chúng ta cũng có thể tham gia đội ngũ này. Tại vì công ty đang là gì? Đang kêu gọi này, gia nhập đội ngũ của chúng tôi này, đúng không ạ? Không phải là đặt hàng không, đúng không ạ? Mà chúng ta rồi mắc internet rồi. Sao thế, rớt mạng rồi. Rớt mạng một tí nhá. Chán ghê. Đây. Sản phẩm này. Đó, thì chúng ta là không mới có lại. Đây, các ứng dụng, đúng không ạ? Ứng dụng rất là lớn, tiện ích năng lượng nè, đúng không ạ? Nông nghiệp nè, lớn nè. Để phun thuốc sâu hay là quản lý nông trại lớn thì chúng ta cũng có thể đặt hàng, hoặc là thi công ở những cái địa hình phức tạp thì chúng ta cũng có thể là đặt hàng. Công an này, tuần tra biên giới nè, nó ứng dụng rất là rộng rãi ha. Đấy, phòng cháy chữa cháy nè, đúng không ạ? Hậu cần đó, tại vì á, là cái máy bay mà cái máy bay của chúng ta là mang trọng lượng 1,5 tấn lận đó, máy bay không người lái, nhưng mà cái sức chở của nó rất là cao đó. Đây là máy bay hạng nặng, máy bay không người lái hạng nặng thì có thể đảm nhiệm được, đúng không ạ? Cái này phòng cháy chữa cháy nè đó. Tại vì chúng ta có thể là mang cái lượng nước là 300 đến 400 lít nước một chuyến bay. Đó. Đây là những cái ứng dụng và những cái công trình này, những cái cơ quan tổ chức liên quan thì có thể đã đặt hàng được rồi, đúng không ạ? Đây, combo 750 kg đây. Đúng không ạ? Là chúng ta chuyển đổi cái máy bay có người lái sang không người lái. Đây là cái mẫu là K26 này. Đó, K26. Đó. Chúng ta chuyển đổi qua là máy bay là không người lái này. Đó, đặt hàng ngay hay không? Đấy, các anh chị em để này, đặt hàng ngay hay không, đúng không? Đó, có nghĩa là chúng ta đã thương mại rồi. Chúng ta đã thành công vang dội rồi, đúng không ạ?
chứ không phải là chúng ta đang nghiên cứu nữa đâu ạ. Đó, đặt hàng hay không thì chúng ta nhấp vào đây, đúng không ạ? Đây, họ tên, địa chỉ email, công ty đặt hàng, số điện thoại, thông điệp nhắn về công ty là gì, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta chưa thương mại, nếu chúng ta chưa thành công thì có dám là nhận đơn đặt hàng không ạ? Đúng không ạ? Chúng ta không dám. Nhưng mà đây là chúng ta đã có cái nút là đặt hàng ngay hay không. Đấy, đúng không ạ? Và chúng ta thuyết trình với khách hàng như thế này. Đó, vậy thì các anh chị em là cố gắng cập nhật những cái thông tin, tại vì chúng ta là cổ đông của một tập đoàn đồng sở hữu tất cả cái công nghệ mà của ngài. Đó, vì vậy là chúng ta cũng phải quảng bá cho công ty mình, đúng không ạ? Tại vì các công ty khác họ trích ra đến 50% lợi nhuận để dành cho quảng bá. Đó, vậy thì chúng ta cổ đông hàng ngày chúng ta share bài, đúng không ạ? Share bài chúng ta quảng bá cho chúng ta để tiết kiệm đi cái 50% quảng dành cho quảng bá đó, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta phải biết được là tất cả các trang web của chính thức của tập đoàn. Và Vũ sẽ gửi cái đường link này nha, gửi cái đường link này cho các anh chị em. Có rất nhiều anh chị em là không biết cái trang web của công ty, để công ty con này mà để nghiên cứu nhá, thì Vũ sẽ dán lên đây. Đây, Vũ dán lên đây cho các anh chị em tham khảo. Đây là cái kênh nội dung cái danh sách phát của Vũ thì rất là nhiều ha. Các anh chị em có thể là đăng ký kênh đó, Trịnh Nguyên Vũ Office đó. Đó. Vào danh sách phát thì có rất nhiều của đây, đúng không ạ? Webinar xem 365 độ tại công viên Eco Park, rồi các vấn đề về kỹ thuật và pháp lý, rồi combo hệ thống máy bay này, rồi đài truyền hình Việt Nam và quốc tế đưa tin đó. Thì có rất là nhiều mục. Ví dụ như muốn nghiên cứu máy bay không người lái thì các anh chị em là nhắm vào cái combo này, combo máy bay. Và Vũ cũng để cái đường link, Vũ cũng để cái đường link cho tất cả các anh chị em nghiên cứu, đúng không ạ? Đây, Vũ sẽ copy cái này nha, copy cái combo máy bay này cho những người mới, cho những người mới chưa hiểu sâu sắc về tập đoàn thì có thể là tham khảo. Vậy là mới đi sơ sơ thôi, đúng không ạ? Mới đi sơ sơ thôi đó, có vài công ty thôi, chưa đi hết 10 công ty, đúng không ạ? Đây là những cái công ty nhỏ, đây là cái thị trường ngách thôi, đây là mình thị trường ngách, và chủ yếu chúng ta sản xuất máy bay không người lái đó. Mục đích đầu tiên là chúng ta đáp ứng được cái xây dựng, đúng không ạ? Xây dựng các tuyến đường cho các cái hợp đồng của chúng ta trước, và chúng ta cũng thương mại bán. Vậy thì chúng ta có thể giới thiệu, đúng không ạ? Chúng ta có thể là đăng bài quảng bá cho cái công ty này rất là nhiều, đúng không ạ? Rất là nhiều nhà sản xuất lớn tại Việt Nam, họ có thể là ví dụ như Bắc Vượng đi, sản xuất ra cái mẫu xe, đúng không ạ? Tầm cỡ như Bắc Vượng có thể là nhập máy móc về, thuê đội ngũ về. Nhưng đâu đó còn rất nhiều công ty nhỏ, họ muốn, đúng không? Họ muốn đặt hàng từ là nghiên cứu sản xuất, hoặc là mình có thể là thực hiện thi công trên cái bản vẽ có sẵn, là làm từ A tới Z và giao hàng. Rất là nhiều cái công việc, rất nhiều, đúng không? Ôi, 1 giờ rồi. Ôi, sáng nay đi tí vậy thôi. Tại vì máy của Vũ cũng là hết pin rồi. Hết pin cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là giờ là đang dùng Wi-Fi biết sao nó rớt rồi. Giờ đang dùng 3G đây. Ôi, sáng nay đi tí vậy thôi nhá. Hẹn các anh chị em ngày mai. Vào buổi trưa ngày mai. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.